Hey yo, xin chào anh em. Bây giờ mình sẽ đi Tân Bình để ship rượu. Và sau đó thì mình sẽ qua người anh trai stylist của mình ở Pháp TV đi mua bánh kem cho anh trai. Đẹp lắm. Là clip biết nấu ăn luôn, biết nhậu nữa. Trời ơi. Có sức hút nữa, trời ơi, mà không có người yêu. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xào rau. Xào rau ngon như là VKG. Lúc trước không có cái để gì để quay lại thôi, chứ giờ có rồi. Dễ gì khoảnh khắc nào mà hay ho là thoát qua em. Đây là lúc mà Vĩ chưa nổi tiếng nè. Sau này mà vẽ mà có đắc tội gì với anh em thì mình bóc phốt chỉ sau. Phải hù trước chứ, để anh em nổi tiếng lên biến chất rồi sao. Rắc mua bằng tay là biết ông bà độ cỡ nào đó. Độ hơi cao. Hơi căng, hơi căng. Cho miếng hành lá vô nữa, tuyệt vời. Không, em không cần ăn kiểu Nhật đâu. Không có làm như vậy. Cái làm như vậy để cho nó. Nó stylist tầm cỡ quốc tế. Chết luôn nha. Ăn cơm vậy không? Một má, ăn trứng cho nó lên mắt sồ thôi. Nó không có mắt sồ. Cho em về nhà em biết cho em cười điên. Nhưng mà cho bóp lít đâu? Hay là riêng tư thôi? Bóp thôi, anh có lại đâu. Chưa thôi, chưa nổi tiếng chứ. Chưa nổi tiếng. Chớp phải tầm 200 triệu mà không chịu đi á. Tao đi thôi là gì? Nột quá rồi, trời. Ồ, cỡ vậy. Thì đó, lúc đó mới gọi nổi tiếng. Giờ này chưa. Tao đi vơi rồi đó. Ừ. Nhưng mà cỡ Mikadi rồi. Mikadi mà. Mikadi là 100 triệu. À, mình nói 9.000 nó tốn kém quá. Vừa tốn kém chất xám mà vừa tốn kém ấy. Tốn hết cái đặc biệt của anh đó. Tốn chí, tốn sức. Làm nghệ thuật là giống là nghề cũng hợp vậy đó. Mai lúc chạy đồ thì chạy khác đéo gì biết bơ đâu. Ừ. Chạy cứ chạy ngoài đường, ngoài đường vèo, xong rồi đi lúc đi chụp á. Đéo tắt gì mà thành chợ hàng. Đúng rồi, lúc mà chụp thì... Lúc đi chụp thì đéo tắt gì mà thành lâu tông. Đi mà thành kiểu... Kiểu trợ lý thì phải cứ suốt ngày quần áo dép là có thể tụng đi cho người ta luôn. Mà gặp mấy bé mà không biết bâu dáng nữa. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi luôn, mà khổ luôn. Đẹp quá. Đi mờ. Đào tiêu. Ok. Giờ mình ra. Theo qua tên nói vậy thôi chứ ta lấy làm biến mọi người. Đúng. 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 Đúng.
Không, uống hai tay. Uống mày thôi. Uống đi. Là nó phải quay, nó là mát. Mát để tăng cơ, còn quay để tăng cơ. À quên, mát để tăng cơ, tăng cân. Còn quay để giảm mỡ. Vừa giảm mỡ và tăng cơ. Bây giờ trong người em. Người thì lại mỡ anh chắc là một. Bình thường em nha, trên tay, trên cơ thể anh gì thấy nha. Nhưng mình mỡ trong cơ thể, mỡ nội tạng, mỡ gan, mỡ phổi. Thế là thấy, thế là cuối cùng lên xong bị thấy tổng thành 300 mấy ngồi luôn. Trong hôm sau lên xem thì là có chỗ bạn có 202. Má cay với liền. Này nãy tính đuổi ra đây. Khỏi khỏi nấu ăn gì vậy. Ở đây làm tí. Chưa bán ở đây. Nó bán ở đầu hẻm á. Ăn không đó là bị thấy ăn là bị kia, bị kia nó nhiều luôn á. Ở đâu? Đối diện là bên kia. Vậy là ăn bên này rồi đúng không? Không rồi, là cái đó nó bán ở đầu hẻm không ra ăn. Ra ăn là đang ăn thấy cái miếng thịt, đang ăn được miếng thứ hai thấy cái miếng thịt nó lấp lánh mà. Quạt. Hai quay đi về. Quạt. Đi về, tao đi về, tao ăn ở bên kia. Quạt. Ra bên này nữa. Lấp lánh. Ừ. Thịt nó đã mỏng nó còn lấp lánh. Quạt. Thôi nó đi về. Em hiểu cái thớ thịt mà nó lấp lánh giống như kiểu của cái bãi cá. Ờ hiểu. Đó em không biết tại sao là cái miếng thịt đó này có thể lấp lánh được như vậy. Anh đặt thắc mắc ở trong đầu thôi anh. Anh cuối cùng anh đứng dậy đi về luôn. Thịt đây đúng không? Ờ đây, đây cho anh hình luôn. Chị đã lấy em 3 lon Red Bull đi. Bim bim không? Snack không? Chạy như một cái siêu thị luôn á chứ. Cái này đâu phải hàng tạp hóa đâu, là siêu thị nha mọi người. Vậy cứ đã đi siêu thị. Giỡn nữa. Có đâu. Chơi thôi. Chơi dẻo. Chơi dẻo. Được. Chưa chơi cái này. Thử cái này. Cái này xong một ít rồi. Ngon quá. Cái thứ hai đó chứ không phải đa một cái luôn. Mơ quần xịp tặng cái thước. Chỉ có để đồ chìm thôi. Tín. Tín không? Tín. Damn. Phải thế không? Chuẩn không? Chuẩn người hành đạt không? Trời ơi, thảm đẹp quá. Thảm để cho chơi gò nó đúng bài luôn. Ước vị chúng mồi vào giấy số chia cho em 5 tờ. Happy birthday bro. Bánh kem gì ăn chưa? Có tè, có tè. Có trứng. Nhưng mà trứng nó hơi lạc xíu ơi. Thiếu cái nhà đó. Thiếu cái nhà nữa. Có thêm cái nhà chứ không có trong gà. Ba ke vậy trời. Thì em lòng nhiều. Tiền giả mà nó phải tiền đâu. Không tiền giả thì đúng. Dù cái xe. Xe ví dụ như chắc mình vô rồi. Anh này bất tử mà. Mình bất tử mà không chết.
tiền nhựa xe. Chơi được nha. Chơi được á, đi chơi được á. Cái này chơi được chứ không ăn được. Thì muốn anh trai tôi có xe thôi, có xe có tiền được rồi. Muốn anh này trứng của anh trai tôi cũng bự cỡ đó thôi. Có ba size lại lèo rồi có cái cây nữa. Biết đâu, biết đâu, có biết đâu mà. Anh này chỉ có chết thôi. Cái này đông mua trong liền luôn nè. Mang sau đi cực thiệt. Cái này để sang năm xài lại. Tận dụng hết cả. Tận dụng chứ. Nghèo. Anh hết miếng này bự quá. Ít thôi, một đường thôi, cắt xuống cho có hình thức thôi. Về nhà em cắt ra. Tới đó rồi, đi ăn cơm. Rồi được rồi, cắt xuống rồi, đi ăn cơm. Đây những thước phim mình ghi lại trước khi mà Vĩ nổi tiếng. Gà 5 sao. Rau 5 sao. Này ruốc nè, phải cho bông nha. Này ai nói cho bông giận á, thầy ruốc à. Này gạo ST25. Lần đầu tiên trong cuộc đời ăn luôn. Ở đâu? Lần thứ hai chứ hả? Bữa đó đi qua ăn chật hết lần. Hai công việc thôi. Được. Bán cảnh đúng không? Ừ. Bán cảnh. Dù em muốn nhanh mà không được. Đấy nào đó đâu sao bây giờ thấy học sinh nó ôn thi á, học sinh nó ôn thi thấy đường nó vắng rồi hết, mới đi xong rồi nó cũng đỡ bởi nó ôn thi á không có ai ngoài đường, phụ huynh thì có phải lo đưa nó đi ôn thi mấy hôm mà sát từ mấy ngày thi á, đưa đi ôn thi nè, xong rồi nó cũng phải bắt về nhà ôn thi nè. Nói chung là mấy đứa nhỏ nó học nó thi cho nên là phụ huynh tụi nó cũng phải theo cái vòng nó luôn. Em mấy năm trước em không biết sao nhưng mà năm nay em thấy mấy đứa nhỏ bị áp lực quá. Đó là 2 năm rồi nó đâu được đi đến trường học đâu. Shot ở ngoài kia bán cũng năm mấy ngàn á. Em muốn ở hai fan bây giờ nó là 100 mấy. Thế à? Siêu mấy. Vào đây anh em uống, em mua xong về uống bệnh luôn. Mấy bạn em đi chơi bời xong qua em mua 1 chai lít về uống, uống khủng. Uống mấy shot? Uống mấy shot? Một rồi, một. Một là mình đang tóc show nên mình mới muốn làm nhiều cái biểu tổng. Chứ lại nhìn mình cái trong máy cứ như nào nữa. Đúng rồi, nhìn cái tóc tai em giờ đang dựng đứng lên nè. Ừ đó. Xin ngày mai về tỉnh táo edit. Mai thì edit cái gì đâu quá. Cái khúc này có nên cắt nào? Thì mà nhiều khi em nó thì khách nhiều khi khách xa. Khách ở xa em kêu thôi bạn lên khỏi bạn kiếm nhiều đời. Tự nhiên bạn qua mình bạn mua mình rồi bạn tốn thêm tiền ship rồi mình bắt rồi không mất. Nói thẳng với em luôn. Mình nói thẳng luôn. Mình bắt đồ mất tại vì mình đi lấy xa quá, mình đi về mình đau đích quá, mình thấy lấy mắt lên để có gì mà đích mình có vấn đề gì mình còn tiền đó để mình đi chửi mình. Thế cho vui. Xong. Mà sách khách nhiều cái khách lạ lắm. Ship đi. Mình kêu ship tới trăm mấy lần á. Từ đây lên tới 13 đâu á. 120 ngàn. 120 ngàn hay sao á. Thích luôn. Thích luôn. Thích về ship. Ừ. Nói chung là khách cũng vô chủng. Không biết là dễ thương không? Mà đa phần là ta đến đây mua đồ dễ thương lắm. Không biết mình em rất có bị gì. Đổi nồi.
đặt tí. Về đó. Cảm xúc của con người rất là quan trọng. Khi mà em mất đi dần dần, khi mà em sợ một cảm xúc gì đó, mà em không muốn gặp lại cảm xúc đó nữa, càng ngày em càng ít gặp á, thì khi mà em gặp lại em sẽ bị sốc rất là nặng. Rất nặng luôn. Giống như kiểu mấy đứa yêu nhau vậy đó, mấy đứa kiểu như hồi xưa anh đi, hồi xưa gọi là sở hữu tâm lý à. Tức là đang quen cái việc hai có hai người á, xong nhiên đột mắt xong rồi thành một mình, rất là bị sốc. Mặc dù là đó trước giờ mình cũng ở một mình rồi nha, mà nhiên cái khoảnh khắc ngắn như vậy không 3 năm mà nó làm cái thay đổi rất là nhiều rồi. Thấy người lúc nào muốn đi chung với một người nào đó tay bị stress, bị nặng lắm. Kiểu mình nếu muốn đi đâu nếu bây giờ đa phần đi đâu một mình thì vui hơn. Cũng được, vui hơn. Nhưng mà thử mình coi sao, mình càng thử càng nghiện. Càng thử càng nghiện. Đâu ảo thiệt chứ. Tại tới lớp mà không muốn gặp ai. Không, cũng tùy, tùy hiểm. Anh phải làm là công việc của anh đã công việc sáng tạo rồi. Anh làm mọi thứ nó liên kết với nhau hết á. Công việc nó sáng tạo. Nhưng mà trong một lúc mà anh kiếm đồ cho đi chụp hay là như nào đó, kiếm không được, kiếm không ra. Tại vì nhiều khi có cái shop này không kia mình quên cái tên quá nhiều, em không? Quá nhiều. Shop biết rồi em đi hết một con đường. Cái bạn tám là nhớ không nổi luôn. Đó, anh thêm đi ngoài lên sẽ của anh thôi là không biết bao nhiêu cái rồi. Nhiều vãi lồi luôn, mà từng cái shop, từng cái đồ khác nhau nữa cơ. Đó, không phải shop nào mình cũng mượn được. Bắt kịp. Thế là ngồi cũng có suy nghĩ nhức đầu luôn, không biết lấy đâu ra mà ngồi chơi game. Mình vừa chơi game, mình vừa build thế giới của mình lên. Xong rồi vừa chơi game mà. Nhưng sau này, đồ nào nó vừa phù hợp với cái đồ mình cũng cần. Các anh sẽ lựa cái màu sắc mà em cần. Mình nghĩ ra là quần này đi với đường áo này này, áo này xong rồi bắt cái áo khoác này này, áo khoác này mình có này, đôi giày này mình có này, đó xong một suy nghĩ. Thế là mình khi mà mình bị stress ấy, là mình đang cố đi sâu vào vấn đề quá, mình quên mất rằng là nó chưa cần đến cái mức đó, mình đang cần nhìn cái tổng thể để mình biết được tất cả mọi thứ đó, để mình lấy đồ cho nó đúng đã. Khi nào mình chụp hình mình mới đi sâu vào đó là posing như thế này. Màu sắc ra làm sao, ánh sáng đánh như nào, lúc đó mới cần. Còn cái lúc kiếm đồ là tập trung mà kiếm đi, kiếm đúng cái màu mình cần thôi, chỉ cần đúng cái màu là được. Và tiếp theo cái màu chính là cái style đồ ra thiết kế. Không phải thiết kế đó mới kiếm đó, mình mọi thứ từng bước mình nhìn tổng thể, mình từ mô phát kiếm đồ, kiếm cái shop này shop kia, xong rồi kéo ra cái màu thích, cái đồ màu đồ để thay đẹp thiệt, không ra cái đồ mình thích. Mà nhiều khi là shop lại khác, có cái độ khó khác nhau nữa. Đó. Vấn đề nhiều hợp đồng lắm. Mỗi shop thì phải cộng thêm tiền, không cộng 50%, nó không cộng, chỗ thì cộng nhân dân. Má nói mới nhớ. Cộng nhân dân. Hay không cộng nhân dân là bên label, rồi lấy lại. Vì ông mới cộng để lấy đồ cho thằng Tôn. Quên, B-Ray. Cho B-Ray đi diễn. Cộng với nó giờ chưa lấy lại. Đồ bây giờ chưa nhận, chưa mang đi hơi giặt hấp được luôn. Để có ba lời khuyên cho mấy cái bạn mà muốn theo nghề stylist thì anh sẽ khuyên gì? Nên có điều kiện đi. Đây là nghèo rồi đúng không? Nếu mà nghèo thì nên làm trợ lý thôi thì được làm đi. Cảm ơn bạn luôn. Lúc mà đèn đồ hay có tiền thì đèn đồ toàn thuộc mắt không mà đụng má hết đèn. Ok. Bây giờ anh vẫn bây giờ có đồ anh vẫn toàn mười mấy triệu. Để em nghĩ coi đèn mười mấy triệu có vui vẻ gì không? Cái gì mà không mà đó. Ai muốn bắt thì đâu. Nghĩa là khi mà mình là nhân viên, thế là khuyên là người nên làm trợ lý hơn nữa là stylist. Mình quyết lấy hai ví dụ như mà quay được cái khách thời gian mới đầu. Không có tiền rồi. Làm nên thảo mai đi học quá mình, mặc dù là mình có thể là mình trầm tính hay là vui tính hay như nào đó, nhưng mà trong một môi trường nghệ thuật anh nói không hề dễ. Lúc ta để lấy lòng người ta, để lấy lòng được khách hàng và để có thể có những cái job tiếp theo, job lớn hơn, phải gặp những người có tầm hơn, là việc chất lượng
xây nó cao hơn nữa. Thảo bài gì một xíu thôi, nhưng mà mình không có phép nhỏ dối. Vì sống trong cái phần mé cứ lưu lưu với nhau dễ bị kích động biết liền, ta sống ngay. Tại vì cái môi trường nhạy cảm, môi trường nhạy cảm thì bắt buộc cái não người ta hoạt động đó. Mà não hoạt động nhiều ta nhìn con người đó, người ta biết ngay à, cảm xúc thay đổi một cái qua giọng điệu thôi là biết rồi. Dễ gì không, cách nói năng là đã hiểu nhau. Nó khó không? Thì rất khó. Khó, cái nghề. Nhưng mà dễ thì ai cũng làm mày. Cái cần nhất của stylist là mắt. Đừng quên, stylist có thể xấu, có thể như này đi. Thà sao cũng được. Có những người stylist anh đặt không biết, stylist có chân luôn. Mất mẹ chân. Nếu hiểu, anh không biết câu chuyện của người ta như thế nào, nhưng mà khi mà người ta đã trong một môi trường nghệ thuật rồi, người ta mất đi đôi chân, người ta tạo ra một cái đôi chân nhìn fashion vãi lồn luôn, nó nhìn đẹp vãi lồn, nhìn kiểu mình muốn chặt nó vẽ đôi chân của mình đi để mình đừng cho họ đẹp vãi lồn, thế rất là thích đẹp, rất là khi mà yêu thời trang đó, thế là làm cái nghề mà làm cho bản thân mình tự yêu chính mình. Bản thân mình để bán sức có tiền, sức lao động mình để có được tiền. Cái nghề của anh là bán chất xám để đầu tư ngược lại vào bản thân, đúng không? Chất xám bắt buộc thẩm mỹ, đúng rồi, bán chất xám đi, xong rồi anh lại đầu tư ngược vào bản thân này. Nó là như vậy, có công việc nó khác nhau. Công việc của anh thì nhiều người ta kiểu nghĩ là sướng, thế thực sự là đâu đủ mấy nghề để có tiền. Tiền mới mua quần áo khổ quá. Mọi người cho mọi cái nghề này có cái khổ đấy mà. Người ta làm bò, người ta cũng nhiều khi xong cái công trình đó rồi, người ta cũng chẳng biết là ngày mai người ta đi làm chỗ nào, có ai bút họ đi làm bò thì mình cũng biết chơi thôi. Bây giờ ngừng tháng xài hết trơn rồi, ngày mai mở mắt ra không biết có ai bút mình làm xô đồ đúng kiểu vậy. Nhiều khi đồ đẹp quá trời có đất mà để ở nhà, nhưng mà mấy trẻ bây giờ nó máu lắm, sau 200 ngàn cũng làm nữa. 200 ngàn cũng làm nữa. 150, 200 làm luôn. Quái lời. Anh biết anh muốn gặp được mày đâu vậy? Ừ, anh đâu? Chẳng qua là tại vì cái giá đó anh làm quá là lâu rồi. Ờ. Nó quá lâu rồi, anh không thể nào làm được cái giá đó nữa. Thì đó là lâu với anh. Nhưng mà đối với người ta, một người mà kiểu như mới ra đi, người ta có rực tàn ra tiền, cái thứ là thích là người ta quý lắm. Giống như anh ngày xưa thôi. Đúng. No, thank you. Say no. Ai chịu thì được. Tôi mới cần tình yêu. Đủ. Ai trong nhà. No. Hoặc là trừ khi có cái gì đúng không? Trừ khi có cái gì đúng không? Hoặc là đó phải là tiếp tục NTP. Đến bóng được. Đi làm member. Thì ta mua tiền được. Nhưng mà điều đó không thể. Tại vì khi mà anh nhận ra một điều, làm việc mà mình không lấy tiền này, ta sẽ không có giận. Nghe là để tập free. Nhưng mà nghĩ ngày mai tôi ship rượu tôi lấy tiền ship nha mấy bạn. Đúng. Từ ngày mai tôi ship rượu mấy bạn tôi sẽ lấy tiền ship. Đúng. Ta sẽ trân trọng cái giá trị ship. Thì mẹ không kiếm người ta. Ôi mày có lấy ship này mua nó ra. Kiểu mày đó. Chỉ là một bạn rượu. Ai cũng vậy. Cái làm dịch vụ đó là được toàn bộ em. Xin chào các bạn, đến đây là hết. Tại mình hết pin rồi. Và từ ngày mai mình sẽ lấy tiền ship. Lấy ship. Để ship để mọi người trân trọng cái công việc mình làm hơn.